toàn thể các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu với các bác một cấu hình siêu VIP luôn, với một đôi loa bát 30 của Varic V320, một con súp của Agarao, súp 50 các bác nhá, súp hơi 50 của Agarao, một con đẩy hàng cao cấp của Misao này các bác này, đấy, TA4800 một cây khỏe luôn, một con vang số ARF VX500 và một con mic của AR AK600 các bác nhá. Cấu hình siêu khủng, siêu VIP. Tiền nào thì của đấy, chất âm ra quá hay luôn. Một trong những phân khúc loa cao cấp của Varic các bác nhé, V320. Loa này thì quá hay rồi. Tiền nào của đấy các bạn. Thiết kế mặt trước con này cực kỳ là đẹp, logo Varic ở giữa đây càng cực kỳ đẹp luôn. Một con đẩy phân khúc cao cấp của Misao này các bác này. Con đẩy này thì rất là khỏe. Một kênh của nó chơi được một con súp hơi 50 các bác nhé. Đẩy hàng cao cấp. Bác nào cho bác nào chịu chơi. Cấu hình rất là khủng ở đây. Một con vang số của ARF VX500. Con này thì có thể chỉnh tay cơ bản một số chức năng các bác nhé. Eco Revert thì quá là mượt mà rồi. Đây có màn hình ở đây. Ba lỗ mic đằng trước. Đấy. Một con mic của AR, con mic AR này thì tiếng cực kỳ là bay luôn. Hát rất là nhẹ các bác nhé. AR AK600. Con này hát thì quá là hay luôn. Ghép lên đôi loa của Varic này. Cấu hình karaoke cực VIP, cực xịn sò. Súp hơi 50 của Agasao đấy các bác. Một màu xanh bộ đội. Đấy, các bác có thể thấy tiếng súp của nó xuống sâu. Nước sơn con này rất là đẹp, trông rất là khôn. Cái căng màu xanh xanh. Tiếng súp xuống vô cùng sâu luôn. Này ghép với vang số thì quá là tuyệt vời, vang số xử lý cực hay luôn. Hát thì cực hay, mà chống hú thì vô đối. Khỏi lo vấn đề hú rít các bác nhé, hát thì hết nước rồi. Con đẩy này cực khỏe các bác nhé. Con đẩy này một kênh nó chơi được một số hơi 50 này, hoặc là có thể một cặp 30 thoải mái. Đấy cũng Misao hàng cao cấp, tiền nào của đấy, cho bác nào chịu chơi. Con mic này thiết kế rất là đẹp, màn hình ở đây rất đẹp luôn, tiếng nó khá dày. Các bác cùng nghe qua chất âm của nó ạ. Trong vô cùng sạch sẽ luôn, tiếng vô cùng sạch. Tất nhiên thì em thu âm qua điện thoại này thì nó chỉ được một phần nào thôi nha các bác nhé, bởi vì điện thoại này thì nó không thể thu hết được chất âm của nó. Các bác phải cảm nhận trực tiếp thì mới thấy được độ hay của cái bộ dàn này. Tiền nào của đấy mà. Loa full 30, súp 50. Ghép quá là hợp bộ dàn, trong bộ dàn này thì ghép trong không gian từ 35 đến 40 mét vuông là chơi vô tư, đánh rung nhà luôn. Mà hát karaoke thì hết nước. Đấy, bác nào thực sự chịu chơi thì quan tâm đến bộ dàn này nhé. Xương xương đôi loa này thì cũng hơn 20 rồi các bác nhé. Súp phải cũng hơn chục, đẩy cũng hơn chục. Toàn là cấu hình VIP thôi. Thế chất âm nó mới được như này các bạn. Em thu điện thoại thì chỉ được một phần nào thôi các bạn nhé. Tí nữa em sẽ có clip test chất âm cho các bạn.
âm bằng chất âm mic cho các bác nghe. Karaoke hết nước luôn. Đấy, tiếng sầm, tiếng trầm nó quá hay luôn. Vang này thì reverb của nó rất bay mà nó rất là nhẹ, hát rất nhẹ luôn, echo cực dẻo, vang số mà xử lý echo reverb quá hay. Đấy, con này thì chỉnh tay cơ bản nên là bác nào mày mò thì vẫn có thể chỉnh được anh nhé, còn không thì không muốn chỉnh thì bác chỉ cần sử dụng cơ bản 3 nút ở đây thôi. Đấy, 3 nút ở đây rồi còn lại là các em set cắp hết cho các bác, lắp đặt tận nhà, nên hấp dẫn các bác chỉ việc sử dụng thôi. Con nào mà thích mày mò một tí thì có thể nghịch qua cũng được đây. Đấy, cắm mốt này, chỉnh này, con mic AR này. Rồi, em sẽ có clip test chất mic cho các bác nhé. Sau đây xin tiếp qua chất mic cho các bác cùng thưởng thức bộ dàn karaoke cực VIP này nhá. Đây là tay mic của AR này các bác này, có đẹp không? Cực kỳ đậm tay luôn, thế rất đẹp luôn. Hú cực tốt các bác nhá. Rất là dày tiếng. Làm quan họ quê tôi tháng riêng mùa hát vội. Chẳng hát gọi con sông cầu làm bao xanh ngàn đường làm quan họ xanh xanh làm quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ tiếng ca đầu con gió nón quay nào nón người nón quay người ơi làm quanh họ quê tôi giữa đình ngô bản quyền chỉ cả thừa bản quyền anh hai ngồi nghe lái quan họ về mà là về trao duyên ấy quan họ về mà là về trao duyên đấy các bác vừa thử thức qua chất âm, em vừa test qua chất âm mic của bộ dàn này, có thể thấy là cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Lời ca tiếng hát lên rất là bay, rất là sáng rõ. Rồi, bác nào mà có kết bộ dàn này thì liên hệ với em nhé. Qua Zalo 0335273331. Em sẽ báo giá cụ thể và tư vấn chi tiết cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.